con mẹ xô luôn nha, để chạy sau với cho mạnh, để tăng cả sức mạnh đi cho mình đi boost luôn á. Kìa đấy, đúng phải chạy ghê như vậy. Nhưng mà lên thằng 1 là mình mất thật nhiều đấy. Chạy cứng cứng lắm bạn ơi. Trời con này dí lực quá ấy. Xe bạn lơ. Con nhận này cũng ghê vậy ta. Không luôn, để dành luôn. Cái này đu ghê thì rồi. Không sao, mình còn đợi hai cái ESO mà. Đã đến lốt rồi. Ôi, vẫn chưa tiếp cận được nữa. Không sao, còn một cái ESO nữa. Người trước nó chạy con Hades. Các bạn thấy nó tăng tốc cùng cánh mình tiếng tím nào. Ao nhây. Làm sao mà đỡ được. Bất ngờ liền. Làm sao mà nghĩ là mình còn ai số. Đứng hình ngay. Bé easy cũng có tên đỏ luôn kìa. Tên đỏ xong cái lúc vào này nó hiện cái màu hồng hồng ta. Mister. Tôi cần thế. À đúng là phải các bạn nhìn thấy đứa nào tên mà nó đỏ là bạn phải cẩn thận nha, cần lắm. Tại rank ngôi sao mới báo danh được mà các bạn. Ngôi sao giờ nó đầu mùa reset nó đủ rất là gắt. Mà thắng 7 trận không thua quá 2 trận. Các bạn hiểu được căng thế nào. Sao đi ao nhảy con SK này đây. Cái đồ này nó mạnh quá khó thế nhỉ. Rồi. Vừa nhây ngay. Delay ESO cũng không thể cản được mình âu nhây mà. Rồi. Trận này có top rank nữa. Với con nhỏ kia sao nó có skin chim băng lửa ta. Hai đứa có luôn. Ảo vậy. Hình như là bên Đài Loan là có rồi đó. Còn bên mình chưa. Chơi mà tống kỳ vàng. Không sao, nhờ vậy mới có mấy điểm skill. Nhiều lúc nó lát cũng lợi ghê. Không lấy đứa nào vượt hết mà cũng lên được skill đã vậy. 7 điểm ngon ghê. Cái bạn top răng đuổi gắt quá. Cũng top răng. Mình cũng có ESO nha. Toàn thế nhỉ. Không sao, mình đang cố tình để tích điểm á. Xem sức mạnh của ta khi 10 điểm kỹ năng đây.
rồi cũng gắt. Ao nhây. Ao nhây. Quá đỉnh cấp. Chỉnh ở đó đó. Chà là lắm. Tông ác. Ghê vậy. Ranika mà thấy không mấy bạn Roro không nha. Chắc quá. Bạn đó chạy con Deep Blue. Nhìn có giống con xe này, giống skin con xe này ghê. Hai con đen đen khoèn như nhau. Để khỏi căng thẳng rồi đó. Hướng trên được cho. Ui. Ôi nha. Ao nhây, ao nhây. Ao nhây ngay. Đấy, căng quá. Mà nó được căng quá. Cùng xe, cùng bet và không ai sẽ ôm. Ok, giấc nha. Đây Nitro nè. Cyberbet này nó đều có hồ Nitro á. Nên các bạn sẽ thấy hồ Nitro rất là nhanh. Biết đường gắt không? Đụng tường nhà bị lên nữa. Bình tĩnh các bạn, bình tĩnh. Ao nhây. Vẫn là công tử quen thuộc. Ao nhây. Quá cầm. Ao nhây. Quýt nó không đỡ được. Nó bật thầy ao nhây ở đây mà. Hơn được một xíu thôi. Cái ông nội xe có bóng lắng ghê thiệt luôn á. Kéo vậy mà lọt lỗ đẹp ghê. Hay xô luôn đây. Anh nội. Nó kéo tạch luôn. Qua đó mà có thêm một bút thì ngon. Chạy sau xài hết bút mục tiêu. Sao mình còn cái xô mà.
Tao solo tốc độ. Nó lấy game này mà solo tốc độ tuổi. Thế nào thì được cái đầu game thôi.